chào các bạn quay lại kênh Lê Linh Vlog của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn lắp cái bộ bi Hela tổ ong các bạn nhá. Thì như đầu video các bạn đã xem thì đây là một bộ hoàn thiện của một bộ quá trình để vào một bộ bi Hela đây các bạn nhá. Đây, đây các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là một cái tấm nhựa này. Tấm nhựa để che chóa đấy, tấm nhựa che chóa nhá. Tiếp theo là cái bóng viền led đường, cái đèn xương đấy, đèn đờ bi ấy. Đấy, ok. Tiếp theo đó là bóng lên xenon. Đây bóng xenon các bạn nhá. Đấy, thì đây là mình giới thiệu qua cho các bạn. Tiếp theo đây là gồm có thì là có cục ba lắp FX 55W các bạn nhá. FX 55W này. Đó. Đó. Rất là nhiều. Tiếp theo đó là cục dây rắc cắm sẵn và cục dơ le đầy đủ hết ở đây các bạn nhá. Ok đây. Đó, đây là dây điện. Tiếp theo đây, nội dung chính là quả bi cầu tổ ong đây. Bi cầu Hela tổ ong các bạn nhá. Đây. Đây anh em có thể nhìn đây. Đây, đây là nội dung chính. Đấy. Đó. Tiếp theo đó là cái phần nắp của để giữ cái bóng đèn đây. Đây thì Hela như vậy, còn nếu mà Mori thì là nó sẽ dùng bằng đai, đai cài anh em nhá. Đấy thì đây là một bộ sản phẩm hoàn thiện. Bộ sản phẩm hoàn thiện này. À đấy, đây là một bộ sản phẩm hoàn thiện các bạn nhá. Thì tất cả những bộ sản phẩm này ấy, nếu như mà anh em mà là thợ lâu năm ấy thì mới có thể lắp được cái bộ này. Còn nếu mà anh em mà mới mua tất cả các bộ sản phẩm này về, nếu mà anh em lắp ở chóa mình hơi khó cho nên anh em không làm được. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn lắp dây điện và quảng cáo với bộ này thôi nhá. Còn không hướng dẫn các bạn lắp ở chóa. Đây thì là đây là một bộ sản phẩm lắp hoàn thiện bên mình đây. Đây các bạn nhá. Đây này. Đấy. Đây là một pha đèn. Đấy, đây các bạn này. Đây. Mình đã lắp vào chóa hoàn thiện. Đấy, anh em có thể nhìn trước sau là tem bảo hành bên mình đấy nhá. Đấy, chóa mới đấy. Chóa này là chóa mới 100% các bạn nhá. Đây chóa mới 100% mình mua từ hãng về, mình sẽ tháo chóa ra và mình lắp. Thì cái phần sơn đen bên trong này đã sử dụng bằng sơn chịu nhiệt các bạn nhá. Bóng này nó rất là nóng nên là phải sử dụng cái sơn chịu nhiệt nó mới chịu được nhiệt các bạn ạ. Đó các bạn có thể nhìn tổng thể đây. Đó, nhìn đây. Anh em có thể nhìn đây. Đó, mình làm đây. Ok. Đó, thì là có nhiều anh em hỏi là anh ơi lắp cái bộ bi này vào có giữ được chóa zin không, thì mình nói thật với các bạn là cái bi Hela này, tất cả bi Hela hay Mori vì nó là bi to cho nên là tất cả đều phải phá chóa thì mới lắp được vào chóa các bạn nhá. Nếu mà anh em muốn giữ cái chóa zin ấy thì anh em mua luôn một bộ combo là tất cả đầy đủ tất này về là anh em lắp vào hoàn thiện dây xe các bạn thì vứt cái chóa vào một góc thì vẫn để là được lại chóa zin các bạn nhá. Ok thì các bạn tất cả những cái phần mình sẽ không hướng dẫn các bạn lắp vì cái phần lắp này rất là khó. Đây các bạn có thể nhìn thấy đơn giản thôi, là một cái tấm nhựa mà muốn các bạn muốn khoét đẹp vào trong này ấy, các bạn nhìn này, tấm nhựa rất là to đấy, nó theo to cho nên là về cắt còn rất là tỉ mỉ để làm một bộ chóa này hoàn thiện. Như bọn mình làm thường xuyên ấy, thì là một tiếng xong một hoàn thiện một cái này, trừ thời gian sơn thôi các bạn nhá. Sơn thì phải để khô thì ít nhất phải được 2 tiếng thì mới lắp ghép hoàn thiện vào đấy. Còn cái hoàn thiện cắt ghép hay là bắt vít đằng sau đấy hoặc là bôi keo đấy thì nói chung là phải mất khoảng tầm 1 tiếng. Đấy thì là tất cả những cái phần này thì bên mình sẽ bán sẵn cho các bạn hoàn chỉnh, các bạn về chỉ có việc là ăn luôn, ăn sẵn và là lắp lên xe thôi. Ok anh em. Giờ thì mình sẽ không nói gì nhiều nữa, thì đấy tất cả bộ sản phẩm các bạn có thể nhìn thấy rồi. Mình sẽ lắp lên xe và cho anh em xem cái độ sáng của nó vô đối như nào các bạn nhá. Thì là bên mình là chuyên về đèn trợ sáng này, đây là đèn siêu sáng rồi, thì hôm nay mình giới thiệu đến cho các bạn một quả bi cầu Hela màng lưới tổ ong các bạn nhá. Đấy thì cấu hình thì 55W, bóng thì tăng sáng 50%, thêm 50% các bạn nhá. Ok, giờ mình sẽ ra ngoài lắp cho anh em xem nhá. Anh em có nhìn thấy chiếc xe này quen thuộc không? Đây là chiếc xe màu xanh titan đấy. Thì là hôm nay bạn ấy bắt đầu lại đi lại, bạn đã vứt xó khoảng tầm 2-3 tháng rồi không đi đến, thì hôm nay lại mang xuống để cho mình sạc lại điện và sửa sang thêm một chút ít nữa để đi. Đấy thì ở trên này mình đã lên cho bạn cái quả bi Moji đây các bạn nhá. Moji quả này chạy được 3 năm rồi các bạn ạ. Đấy, quả này chạy được 3 năm rồi. Đó. Thì là điện đó vẫn là ok hết. Đảm bảo luôn. Mình bật thử cho các bạn xem luôn. Con này nó có cả chống trộm từ đúng không nhỉ? Đấy, các bạn nhìn không? Thì Moji thì là nó sẽ có thêm một cái viền led ở bên ngoài này. Đấy các bạn ạ. Đấy thì nó sẽ to cái viền, nó sẽ lắp được viền led bên này. Anh em có thể nhìn rất là đẹp luôn, ngầu luôn. Thì cấu hình này là cấu hình thấp. Cấu hình thấp các bạn nha. Đấy, cấu hình thấp. Đấy, con này chưa sạc điện này. Đấy, nó hơi nháy vì cơ bản bạn để quá lâu rồi. Hai rồi, các anh em nhìn được trong bình xăng này. Trong bình xăng này. Đấy, để quá lâu rồi. Ok, rất là bẩn luôn, cho nên là mai bắt đầu bạn em đi lại. Ok các bạn nha, thì là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp điện vào chiếc xe này. Lên trước quả Moza, quên nhầm quả Hela. Đấy, quả Hela tổ ong các bạn nhá. Thì cái phần tháo đầu này, và tháo đầu này chắc chắn là các bạn phải tháo đầu này. Tiếp theo đó là các bạn phải tháo hết cái phần sườn bên này lên cho mình. Đấy, cái sườn bên phải như này cho mình nhá các bạn nhá. Đó, thì vì là cái đường dây điện này sẽ phải vòng ra đến đoạn bình ắc quy. Đấy, thì là cái phần chóa này thì bây giờ mình sẽ nhờ
một anh thợ đấy, anh lắp vào cái phần này cho các bạn nhá. Thì cái phần này thì lắp như zin thôi, cá thiếc đây các bạn nhìn đấy này, cá thiếc như zin hết, bên mình làm như zin hết vì nó là cái chóa zin mà không có gì được đấy. Đây anh em nhìn thấy keo bên mình này đấy, không bị một mớp keo nào ra ngoài hết, nhìn rất là đẹp trong chóa các bạn nhá. Đấy thì là cái phần này ấy, thì là làm cực kỳ khó nên là anh em nên ăn sẵn thôi chứ đừng liều mang về thử làm gì cả, nếu mà thử nó mất nhiều tiền lắm đấy. Ok thì cái phần này thì sẽ cho bạn ấy lắp vào đây nhé các bạn nhá. Đấy tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây điện này. Đấy thì là tất cả những rắc cắm này, đầu tiên ấy thì là tất cả những rắc cắm và dây len đầy đủ hết như này, các bạn về các bạn chỉ chơi thôi. Đấy thì đầu tiên này các bạn chơi luôn cho mình đi cho nó đỡ lằng nhằng. Đây cái phần rắc cắm này nha các bạn nhá, các bạn cắm vào đây luôn cho mình. Đấy thì đời 2018 đời 2018 thì rắc nó như này đúng không các bạn, còn đời 2019 thì rắc nó sẽ như này các bạn nhá. Đấy giờ này rắc nó sẽ như này. Ok anh em. Đó. Tiếp theo là mình sẽ đi tiếp dây nữa nha các bạn nhá. Thì ở đây có rất là nhiều dây. Đây, đây là cái rắc cái này này, cái rắc này tí mình sẽ nói đến. Còn đây là cái rắc mát các bạn nhá, dây mát này. Thì anh em cho vào cái vị trí này luôn cho mình. Đấy dùng cái tô vít các bạn xoay vào đây cho mình. Đó, ok cái phần dây mát xong các bạn nhá. Đây tiếp tục là đến cái dây dài nhất này các bạn này. Cái dây dài nhất này sẽ là ăn vào thẳng điện dương ấy, ắc quy luôn anh em nhá, cho vào dương luôn. Đấy. Các bạn cho vào đây cho mình, cho qua cổ này nhá. Rất là dài luôn cho nên anh em cho thoải mái luôn, anh em vòng thoải mái luôn. Đó, sau đó là các bạn sẽ luồn vào đây và các bạn cố định nha. Thì chiếc xe này hôm nay mình vẫn là tiếp tục là mượn của bạn đấy để về để hướng dẫn các bạn lắp thôi chứ không lắp luôn lên chiếc xe này các bạn nha. Đây thì các bạn luồn xuống các bạn phải thít lại dây lạt buộc gọn gàng cho mình nha. Anh em có thể nhìn thấy không? Đó. Thì sau đó là các bạn phải bắt thẳng vào ắc quy cho mình như này nhá, đừng cho vào dây sau khóa nhá. Vì con dơ le này nó bắt buộc phải ăn lúc nào nó có điện. Đấy thì cho nên anh em phải cho vào dương ắc quy lúc nào phải dương ắc quy luôn chứ đừng cho dây sau khóa các bạn nhá. Đó. Rồi thì mình sẽ lấy cái tô vít và mình nhả nóc ra. Đấy clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết lắp, còn nếu anh em nào mà biết lắp rồi thì anh em bỏ qua cho clip này cho mình nhá. Ok các bạn, đây sau khi mình sẽ bắt xong phần dây dương này thì các anh em có để ý đây, đây có một cái cầu chì này. Đây có một cái cầu chì, nếu như mà chẳng hạn nhầm điện mà nó sung ấy thì nó sẽ bị cháy, nó cháy cái cầu chì này thì anh em nhớ kiểm tra trước khi anh em xem những chỗ khác nha, anh em kiểm tra cầu chì trước. Đấy thì cái cầu chì trong này rất là chặt, nếu mà anh em cầm kìm một nhọn anh em nhổ ra. Ok. Đấy thì xong phần đường dây điện dài nhá. Đó, tiếp theo đó về trên này này anh em này. Mát và dương đã xong các bạn nhá. Thì cái rắc này là không phải của bộ này đâu. Đây là cái rắc passing nha các bạn nhá. Passing theo cái đèn trợ sáng L4 của bạn ấy lắp ở bên dưới chân phuộc này. Đấy chứ nó không phải theo đây đâu. Nên là anh em không để ý đây nha. Tiếp theo đó này các bạn này. Thì là ở đây này. Giờ là bắt đầu đến lúc mà mình sẽ phải lắp bóng này. Lắp bóng nha. Thì đây. Đây, chóa đã vào với nhựa. Rất là đẹp luôn anh em. Cực ngầu luôn. Chơi bộ này thì gọi là bố của ánh sáng à. Quá là sáng. Ok. Đây. Là theo yêu cầu của các bạn là mình hướng dẫn các bạn lắp. Thì đây các bạn nhìn để ý này. Ở đây nhá. Ở đây là cái phần rắc này, các bạn để ý nhá, rắc đây của mình này. Đấy, thì đây mình đã có cái rắc theo cái phần này là cái chỉnh pha cốt này, anh em cắm vào. Anh em cắm vào nhá. Đó, phật phát ăn luôn. Đấy, kèm theo đó là ra hai đầu ra, hai đường ra này các bạn này. Hai đường ra anh em biết đây nhá. Đây là cái đèn bóng sương mù đấy, bóng đèn chờ đấy. Đây bóng đèn đờ mi ở trong này nè. Đấy thì là các bạn sẽ cho một cái dây phần này thì các bạn cho ra mát, còn cái phần này các bạn cho ra dương sau khóa các bạn nhá. Mát thì mình bắt vào con bên này nữa đi. Đấy mát của điện này bắt vào con bên này. Mát thì ở đâu cũng có, mát khung mát sườn nó đâu cũng có mà các bạn. Đó, bạn chặt lại, siết chặt lại. Tiếp theo đó này. Tiếp theo đó là mình sẽ phải lấy cục ba lát, thì lúc đầu mình đã nói các bạn đây là cục ba lát FBX 55W các bạn nhá, 55W. Tiếp theo này các bạn này. Ở cái đầu xanh này thì anh em cho vào cái đầu này cho mình. Đấy, đầu này xanh này các bạn cho vào đây cho mình nhá. Ok. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Chặt vào. Ok các bạn nhá. Xong, cái phần ba lát. Đến tiếp theo là hai cái dây vàng này, hai cái dây vàng này. Hai cái dây vàng các bạn nhá. Đây hai dây vàng này thì cái đầu này các bạn cứ cắm vào thôi vì nếu mà anh em cắm ngược nó không để vào đâu. Bắt buộc nó phải cắm theo chiều nó mới vào. Đấy, nó hai cái đầu rắc nó ngược nhau mà. Đó. Đây, vào xong ok nhá các bạn nhá. Đây cái rắc này là cái rắc mà lúc nãy mình nói đây là cái rắc đèn mạch cắt sinh các bạn. Đấy thì làm cái bộ tem đấy, bộ tem này bên mình dán cho bạn ấy cũng lâu mất lâu phết đấy, 6-7 tháng rồi. Đây, cái phần này sẽ để loằng ngoằng đây tí các bạn. Tí nữa mình sẽ cố định lại. Tiếp theo này anh em này, cái phần dây rắc đỏ này, cái phần rắc mà cái đèn sương mù cái đèn đờ mi ở đây này thì anh em cho mình vào cái dây nâu này nhá các bạn nhá. Đây cái kẹp dây nâu này. Anh em rút ra nó là cái dây sau khóa đấy, xong anh em kẹp vào đây cho mình. Đó, tiếp theo đó là các bạn ấn vào đây.
Đấy, ok. Vậy là đã lắp xong các bạn nhá. Đấy, chỉ mất khoảng tầm 5 phút để đi dây điện thôi. Đấy, thì những cái phần tháo lắp ấy thì là các bạn biết rồi, thì anh em cứ vậy thôi, cứ làm như vậy thôi. Đây anh em nhìn thấy không? Rồi mình sẽ bật và test thử cho anh em xem nhá. Bật chìa khóa đây này. Đấy, lên luôn đờ mi này. Đây tắt lại đi cho em xem lại này. Đấy, bật chìa khóa lên phát. Lên luôn. Đó, đây là đèn sương mù nha, mình đề à mình bật để pha cốt lên nha các bạn nhá, mình đề nổ máy này. 5 về mo cái đang ở số. Anh em nhá, đấy thì anh em có thể nhìn thấy cái đèn đờ mi nó đẹp lên rồi. Đấy thì cái đèn phần này quá là tuyệt vời luôn. Vì đối với các bi cầu nó là vô đối rồi, giờ mình sẽ test thử ánh sáng cho các bạn ở trong nhà nhá. Giờ mình sẽ bật lên cho anh em xem nào. Đây. Đó, đèn sáng nha. Anh em nhìn đâu, Nam có thể tắt vươn tắt cái điện đi. Rất là sáng luôn, vô đối luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy. Đây các bạn nhìn thấy không? Rất là sáng luôn. Đấy thì ở trong nhà nó chưa được hoàn thiện lắm. Đây các bạn thấy không? Đây là pha đây là cốt này, đây là pha này. Đấy các bạn nhìn này, pha cốt này. Đấy giờ thì anh em có thể nhìn thấy cái phần mình sẽ tắt bóng đi nhá. Cái phần ba lắp, tất cả những phần ba lắp này. Đây mình tắt điện đi. Nó lại cho to. Thì những tất cả những cái phần này anh em lưu ý cho mình là cục ba lắp này anh em cố gắng để lên để cái phần trên này cho mình nhá. Hai cục này anh em cố gắng bó gọn hết toàn bộ để trên phần này, vì cái phần những cái phần dây vải này anh em nếu cho xuống bên dưới này lâu ngày em quật thì nó sẽ chạm vào những phần dây này, nó sẽ nhanh bị hỏng cái này. Thì tất cả là anh em nên cố gắng làm sao mà để lắp hoàn thiện gọn gàng hết vào trong này nhá. Giờ mình sẽ lắp hoàn thiện vào cho các bạn nhá, và cho các bạn nhìn thấy luôn nhá. Thì cái chiếc xe này nó là cái chiếc xe mà mình sẽ lắp thử thôi, chứ chưa hoàn thiện là lắp hoàn thiện hoàn chỉnh lên chiếc xe, cho nên là mình chỉ lắp gọi là hướng dẫn các bạn nhét làm sao những chỗ nào gọn nhất để hợp lý nhất mà để lắp vào được nha các bạn nhá, chứ không cố định chắc chắn lại toàn bộ được. Đấy ok. Sau khi mình lắp xong này mình sẽ ra ngoài đường test cho anh em xem cái độ sáng của nó ok nào nha các bạn nhá. Rồi, giờ mình sẽ lắp. Các bạn nha, đây thì sau khi mình tháo cái phần chóa kia ra mình nhét hai cục phần đây, các bạn nhìn cục ba lắp và cái phần đây thì mình nhét toàn bộ gọn gàng trong này các bạn nhá. Đấy thì là phần nhét ở trên này thì tha hồ luôn, đối với X2018 các bạn nhá, kể cả 2019 vậy, cái phần gáy đằng sau rất là rộng nên anh để phần này thì nó đảm bảo an ninh hơn, đảm bảo an toàn hơn. Đấy thì là về cái phần, nếu mà như cái phần dây lúc nói là nếu mà anh em cho bên dưới này cũng được, nhưng mà đi để lâu dài một vài năm ấy thì là nó quay đi quay lại nhiều ấy thì nó sẽ bị rách cái phần những cái phần dây điện ra thì nó sẽ không đảm bảo các bạn nhá. Giờ thì mình sẽ cắm lại cho các bạn xem này. Đấy thì lúc đấy mình rút ra để mình lắp cho nó gọn, thì giờ mình sẽ cắm lại như này các bạn nhá. Đấy thì các bạn cứ cắm ngược cũng không bao giờ cắm được vào nó đâu. Đấy vì hai cái đầu nó làm ngược nhau mà. Đó, thì tất cả lúc đầu mình hướng dẫn các bạn cắm như nào thì bây giờ các bạn cứ chơi lại như thế cho mình thôi. Ok, đấy thì là phần này xong nhá. Đây là phần phát sinh của cái đèn L4 này. Đây mình cắm luôn vào tí, mình test luôn cho anh em xem cái con này nó sáng bao nhiêu, cấp bao nhiêu lần L4 này anh em nhé. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy không? Thì cái phần này này thì anh em ở nhà là anh em phải, tất cả anh em phải bó gọn toàn bộ dây điện và bó gọn vào cho mình cho đẹp nhá. Thì đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đồ dây điện thôi, thì mình sẽ bỏ tạm đây, tí mình lại tháo ra mà các bạn. Ok, đấy thì mình sẽ bỏ tạm đây, mình sẽ ghép vào cho các bạn nhá. Ok, giờ anh em tiếp tục theo dõi cái clip ánh sáng cuối cùng này. Ok. Sorry các bạn. Đây là còn cái phần dây ba lắp nữa, quên cái mài cắm mấy cái rác kia tìm mà quên mẹ đi. Ok các bạn nha, đây thì là cái phần nó lại một chút này, cái phần dây điện này anh em nếu mà anh em lắp cố định là anh em phải bó lại cho mình gọn gàng nhá. Thì đây clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đi đường điện làm sao cho nó ok thôi. Thì đấy, tất cả những rắc nối này bên mình đã làm sẵn hết rồi, anh em về chỉ có việc là múc thôi. Ok, giờ thì mình sẽ ghép hoàn thiện cái dàn vỏ này vào cái dàn đầu này vào và đi test thử cho anh em độ sáng ra ngoài đường nó thực tế nào anh em nhá. Ok các bạn nhá, đây sau khi mình lắp xong đây thì anh em có thể thấy không? Nhìn lên xe nó rất là gọn gàng luôn, anh em nhìn thấy cả mẹ ba con hai này. Đấy, tem bảo hành mình chống trường hợp là các bạn cậy chói ra các bạn nghịch chơi nhá. Đấy thì cái bộ đèn này bên mình đang bảo hành cho các bạn là toàn bộ sản phẩm ấy là bảo hành trừ quật dây điện ra là bảo hành 3 tháng quật dây điện thôi, còn tất cả những sản phẩm trên xe này trừ chiếc xe này bảo hành 3 năm. Thì cái bộ sản phẩm mình giới thiệu cho các bạn hôm nay là bóng này ba lắp này. Đấy, bóng xenon này ba lắp. Bộ bi này mình bảo hành các bạn 1 năm các bạn nha. Ok, đấy thì giờ mình sẽ lắp cái tấm chóa đen vào nữa đây và cho anh em xem cho nó đỡ cái phần trơ trống, chống trơ. Anh em nhớ xong, đó thì anh em nhìn nó có đẹp hơn không? Đấy, lại thêm quả màu Z Bull nước tăng lực đấy. Ok, lại quảng cáo thêm nước tăng lực rồi. Anh em liên hệ quảng cáo gặp lên LLVL nhá. Ok, giờ thì mình sẽ không lên thiên nữa, thì mình sẽ cho anh em ra đường và xem cái độ sáng của nó vô đối như thế nào anh em nhá. Đấy thì là chiếc xe này tí về lại luôn. Quên lắp dàn vỏ và hoàn thiện để trả lại cho bạn ấy và mọi người bạn ấy đi ăn đêm. Ok, giờ đi nhá.
Ok anh em nhá. Đây thì đã ra đến khu vực mà mình chuyên test đèn cho các bạn đây. Đó, thì hôm nay được cả chủ xe giám sát đi theo luôn. Quả này đây, tắt đi cho các bạn xem. Rồi, thì anh em có thể nhìn thấy đây. Không mà quên, mọi lần test ánh sáng là mình phải ngồi trên xe mà. Vì đây các anh em, đây mình đã ra đến cái phần khu vực mà để test ánh sáng cho anh em xem thực tế. Đấy thì cái đèn dummy rất đẹp luôn. Đối với cái bóng cầu này quá là vô lối rồi. Giờ mình sẽ test trực tiếp cho các bạn xem nhá. Nổ máy lên nào. Đấy, quên, đây đây, mình để mình tắt đi á. Mình tắt đi, mình nổ máy lên từ từ đúng cái quy trình của Hella luôn mà quy trình của Xenon luôn các bạn nhá. Đây, khi các bạn bật chìa khóa đây nè, các bạn đều nổ máy lên. Đấy theo cái size của nó vẫn chờ mát như bình thường nha anh em nhá. Đây các bạn bật lên nè. Anh em nhìn thấy không? Ánh sáng của nó phải rộng tầm cỡ khoảng tầm 10m, 10 11 12m. Đấy, anh em nhìn thấy không? Sáng rất là kinh khủng luôn. Đấy, pha cốt này. Đấy thì là cái đường pha thấp cốt ấy thì là cái đường cắt nó sẽ có như bị như một cái nó sẽ bị như kiểu là lên dốc như này các bạn nhá. Đấy thì nhiều anh em hỏi mình là anh em tại sao nó lại cắt như này. Thì đây là cái đường cắt mặc định của Xenon rồi. Đấy anh em cũng nhá. Đấy thì mình lên pha cao này các bạn nhìn không? Đấy sáng luôn cả một bầu trời luôn. Đấy, sáng luôn một bầu như một bầu trời luôn. Ok. Ok, sorry anh em nha. Đấy thì vừa rồi xe cộ đi qua cái đường này nó hơi hẹp. Đấy anh em nhìn thấy không? Cái lường này nó phải rơi vào khoảng tầm 6-7 mét, 8 mét đi. Thì cái độ rộng nó anh em nhìn thấy không? Nó ngang hai bên đường này nó khoảng tầm hơn 10 mét luôn. Anh em thấy độ sáng kinh khủng không? Pha cốt rất là rõ ràng. Đấy, đặc biệt là cái đèn Hella này anh em đi ngược chiều ấy nó không bị chói như anh em đi chợ sáng các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ tắt cái đèn Hella và lên một con chợ sáng cho bạn xem nhá. Đây, một cái đèn chợ sáng này anh em nhìn thấy không? Đây, một cái đèn chợ sáng L4 này. Đây anh em nhìn thấy không? Đấy. Nó phải sáng gấp 3, gấp 4 lần cái đèn chợ sáng luôn. Bây giờ mình bật đèn lên cho anh em xem này. Đây, đèn lên nha, đèn L4 lên này. Nó đang lên của đèn L4 nha. Bây giờ mình bật Hella lên nha. Đây anh em nhìn đâu. Đợi chợ sáng không còn một ý nghĩa gì nữa. Đấy, nó phải gấp 3, gấp 4 lần cái đèn chợ sáng bên dưới này. Anh em nhìn đèn chợ sáng vẫn sáng này. Đấy, mình tắt đi nha. Mình tắt Hella đi này. Đấy, anh em nhìn đâu. Đây, cho lên phát thì thôi. Này, lên pha cao này. Đấy, anh em lên pha này. Còn gì nữa nó gọi là tình nghĩa đó. Đấy, rất là sáng luôn. Đây đấy, đây nếu như mà anh em xem trực tiếp ở ngoài thực tế thì anh em yêu con này còn hơn cả yêu bồ. Anh em ạ, em có thể quay ngược lại cho anh em xem. Đấy, sẽ tắt cái này nhá. Sẽ tắt chợ sáng đi nhá. Đấy cho bạn để quay phim bạn đỡ chói. Đấy, em cảm nhận nó đèn nó có chói như đèn chợ sáng không? Đấy, bạn lắc đầu bạn không nói, bạn này cơ bản là mình thuê được quay phim về nó gọi là tâm. Đây. Cốt này, pha rõ ràng luôn anh em. Đấy, rõ ràng luôn. Cốt pha rõ ràng luôn. Ok anh em, đấy thì là mình đã cho anh em xem cái bộ bi cầu màng tổ ong. Đấy, bi cầu Hella màng tổ ong và anh em xem cái ánh sáng nó là vô đối rồi nhá các bạn nhá. Đấy thì mình tắt chìa khóa đây. À mình không đây, mình để nổ xong là mình đấy anh em tắt tiếng máy đi anh em cho anh em nhìn cho đỡ mình nói cho rõ này. Đấy anh em nhìn thấy không? Pha cốt rõ ràng luôn. Đấy tắt tiếng máy đi thì nó rõ ràng mà. Nói cho rõ anh em nhìn thấy không? Đường quá là tuyệt vời, nó đít ô tô này, 22B00412 anh em mai đánh lô gì được nhỉ. Đấy. À, giờ đã mình đã test cho anh em đứng một chỗ rồi, giờ mình sẽ test cho anh em một khoảng đường tối cho anh em cảm nhận nhá. Thì cái bóng đèn này mình khẳng định luôn, đèn cao áp không đủ tuổi, sáng hơn cả đèn cao áp luôn các bạn nhá. Giờ mình sẽ đi cho một đoạn cho anh em xem cái độ bám đường của cái đèn này như nào các bạn nhá. Ok. Em ơi lại lên xe anh em mình nhanh về chén nào. Ok, giờ là mình sẽ đi nha các bạn nhá. Let's go. For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding. Đấy, mình đã hướng dẫn các bạn lắp như là rồi và cho anh em xem
cái đèn này nó sáng như nào rồi, thì nói chung là nó là ông bố của cái đèn quá sáng. Đấy thì là đặc biệt là với cái đèn Hella này thì là nó ánh sáng của anh em là đi thoải mái, là không ảnh hưởng đến người đằng trước, nó không bị chói như là những đèn trợ sáng các bạn nhé. Đấy thì là clip này mình đã hướng dẫn các bạn lắp đặt chi tiết ok. Đấy thì là nếu mà anh em còn thắc mắc gì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Đấy thì là bộ bảo hành mình nhắc lại nha, ngoài cuộn dây điện, ngoài cục solar mình bảo hành 3 tháng, còn tất cả bộ sản phẩm mình bảo hành cho các bạn 1 năm. Ok. Clip mình hôm nay xin kết thúc đây các bạn. Nếu mà thấy yêu mến mình nhớ bấm đăng ký để theo dõi những clip mình hướng dẫn về lắp đồ chơi xe máy hay những phụ kiện cập nhật giá mới nhất nha các bạn nha. Ok, mình xin chào các bạn. Bye bye.